Vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ bẫy cò trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cái thành quả của ngày hôm nay cái đây các bác. Đấy, tổng hôm nay được 17 con các bác nhé. Thì các bác trên mọi miền Tổ quốc đã đánh được nhiều chưa? Đấy, những cái tỉnh lên gần em hiểu Bắc Giang. Đấy, các bác nào mà cùng đam mê bẫy cò thì cùng kết bạn giao lưu anh em chia sẻ kinh nghiệm các bác nhé. Thì ở Bắc Giang thì cũng rất là nhiều rồi. Nên các bác ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Linh, Hà Nội đã đánh được nhiều chưa nhỉ? Nếu mà đánh được nhiều thì cho em xin một cái bình luận ở bên dưới nhé. Đấy. Chia sẻ em thì thực ra là cũng mới vào nghề thôi, cũng mới tập chơi. Thì hôm nay em đánh, mỗi hôm em đánh độc chuông không, hôm nay em đánh thêm 7 mô nữa. Đấy, và hai cái con cò em buộc ở dưới chuông, cộng với một con cò giật đuôi và một con cò bay. Đấy, cái con cò kiếm cơm thì những cái video trước thì em cũng chia sẻ cho bác rồi. Đấy, tổng hôm nay là được 17 con các bác nhá. Đấy, cò rất là béo, hôm nay xuống có những cảnh xuống rất là nhanh, em còn không kịp quay cho các bác. Đấy, hôm nay những cái đàn đông thì em kịp quay cho các bác thôi, những cái đàn lẻ tẻ 1-2 con nó phi thẳng xuống luôn, nên nó theo luôn thì em cũng không kịp quay. Tí nữa em sẽ đăng cái video thực tế lên. Thì hôm nay về nhà thì em chưa kịp, thực ra là em cũng chưa sẻ cho các bác là quay cò này thì cũng rất là nhiều cảnh, em cũng phải cắt ghép để tí nữa đăng làm sao cho nó một cái video cho các bác xem nó được hay nhất. Bây giờ này em quay cái thành quả của ngày hôm nay của em, cò rất là béo các bạn. Cò này cò di cư tháng 8 nhé, rất là béo. Đấy, các bác mà có nhiều kinh nghiệm thì hãy chia sẻ cùng em ấy. Đấy, theo dõi em ở những video trước rồi chia sẻ cùng em làm sao để anh em cùng học hỏi kinh nghiệm. Em thì cũng đánh rất là đơn giản thôi, tại vì mới vào nghề cũng chưa có kinh nghiệm nhiều. Có nhiều đàn rất là đông rồi nhưng mà cũng chỉ xuống, có những đàn khoảng 20-30 con thôi nhưng mà cũng chỉ xuống được 4-5 con thôi. Đấy, hôm nay một phát được nhiều nhất là được 5 con. Đấy, hôm nay tổng 17 con các bác nhé. Cò rất là đẹp, béo. Ở giá địa phương ở em bán cò ấy thì nó khoảng được 30.000 một con, 30, 35.000 một con, thì được 17 con là nói chung là cũng đạt ngày công rồi. Rất là nhiều như này nhá. Em gần đây thì em cũng xin giới thiệu cho các bác. Nhà em cung cấp những cái hộp keo cò như này. Em đi đánh bằng con cò giật đuôi này, con cò bay cộng với những con cò em cài tê ở bên dưới chuông ấy. Và em đi đánh theo bằng đây que tre. Em thì thường thường là em đi đánh bằng que tre. Nhiều bác thì thích đánh que nhựa cáp quang, nhưng em thì lại thích đánh que tre. Cộng với những cái hộp keo cò như này thì cũng giới thiệu cho các bác là nhà em cung cấp những cái hộp keo cò như này. Đấy, số lượng về thì cái video trước thì em cũng chia sẻ cho các bác rồi. Nhà em về thì mỗi lần về, hôm trước là em về được 50 hộp. Đấy, mỗi hộp, mỗi thùng là 50 thùng nhá. Mỗi thùng là được 20 cân, tổng là 1 tấn keo cò nhé. Về cái số lượng nhiều như thế thì các bác cứ yên tâm là về phần giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi nhất cho các bác. Và nhà em nếu mà các bác mà mua lẻ ấy, thì nhà em sẽ đóng ra một cái lọ. Lọ bé như này là lọ nửa cân nhé. Và cái lọ to là lọ 1 cân. Đấy, keo này thì em cũng giới thiệu cho các bác là keo công nghiệp, đánh được ở nhiệt độ từ 3 độ C đến khoảng độ tầm 38-39 độ C vẫn đánh được bình thường. Đấy, hoặc là trời mưa phùn, mưa nhỏ thì vẫn đánh được bình thường nhé. Còn thời tiết mưa to thì thực ra là cũng không có cò ra để mà đánh. Đấy là về em cũng nói thật là keo này keo trong suốt. Cái cách vào keo thì em cũng chia sẻ cho các bác rồi. Đấy, bác nào mà mới chơi em chia sẻ cho các bác mới chơi luôn nhé. Còn các bác thợ lâu năm thì em nếu có kinh nghiệm thì cũng chia sẻ thêm cho em. Đấy, bình luận ở dưới phần video đây thì chia sẻ cho em. Đấy, keo này thì các bác chỉ cần chấm một cái đầu này vào là các bác cuốn khoảng độ tầm 17 đến 18 phân, thì sau nó chảy ra thì khoảng độ tầm 20 đến 22 phân thì mình đánh rất là thích, nó không bao giờ bị bẩn, không bao giờ bị bẩn mà dính ra tay. Đây là những que tre thì nhà em cung cấp này, keo cò này cộng với que cò. Que cò nhà em cũng cung cấp nhá, nếu mà bác nào tự gia công được thì các bác tự gia công rất là đơn giản thôi. Em cũng chia sẻ một chút là cái kích thước của nó là 48 đến 50 phân nhá. Thì các bác vót thì khoảng độ tầm 2-3 ly một que. Còn que nhựa cáp quang này thì các bác ra những cái cửa hàng lồng chim thì họ cũng cung cấp đấy. Cắt một đầu và các bác lấy một cái máy mài, các bác mài ở bên dưới này, nhà em cũng mài luôn rồi nhá. Mài một đầu nhọn và một đầu bằng. Một đầu bằng thì các bác cắt, còn cái đầu nhọn này các bác hơi mài một chút là nó nhọn thôi. Hoặc là que tre thì các bác vót một cái đầu nhọn này và một đầu trên này bằng nhá. Đầu bằng thì cuốn keo, còn đầu nhọn thì mình cắm xuống bờ. Các bác nào mà có nhu cầu về cái keo thì nhà em cung cấp keo này, que này và những con cò giả nữa. Cò giả thì nhà em cũng cung cấp nhá. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để góc màn hình video. Còn em sẽ quay cho bác tham khảo một lượt nữa về cái thành quả của ngày hôm nay. Thì tí nữa em sẽ chỉnh sửa video và em sẽ đăng cho các bác cùng tham khảo. Cái cách đánh như thế thì xem các bác nếu mà có kinh nghiệm nhiều hãy chỉ bảo cho em làm sao cho nó
để em cũng thực ra là cũng là đam mê thôi. Đánh được cò thì cò xuống rất là vui các bạn. 17 con, hôm nay là được nhiều nhất. Hôm nay là cái buổi thứ 5 của em. Hôm nay cò ra rất là đông, con rất là nhiều, là những đàn đông. Chắc là nó xuôi xuống bằng đằng Bắc Linh. Các bác ở Bắc Linh thì hãy chuẩn bị keo mới que đi nhá. Cò này rất là béo luôn, cò di cư nhưng mà béo lắm các bạn. Thế thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.